Kính chào quý vị, tôi là MC Ảo của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo 11 giờ hôm nay ngày 29 tháng 8 năm 2022. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 8, tiếp tục chương trình công tác tại Lào Cai, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tại buổi làm việc, Thủ tướng đề nghị tỉnh tiếp tục thúc đẩy kinh tế cửa khẩu trở thành điểm đột phá về kinh tế của tỉnh Lào Cai và các tỉnh vùng Trung Du, miền núi phía Bắc mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là do dịch COVID-19, nhưng đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lào Cai đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, khắc phục mọi khó khăn, năng động, sáng tạo, đạt được những kết quả tích cực. Lãnh đạo các bộ, ngành tại buổi làm việc đã phát biểu làm rõ tiềm năng, thế mạnh, kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lào Cai, giải đáp đối với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh đồng thời đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vui mừng nhận thấy, từ một trong sáu tỉnh nghèo nhất cả nước khi tái lập năm 1991, qua 30 năm không ngừng nỗ lực, đến nay Lào Cai đã thay da đổi thịt, trở thành tỉnh đứng nhóm đầu trong 14 tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc. Mặc dù vậy, Thủ tướng cũng chỉ rõ một số hạn chế mà tỉnh cần lưu ý như quy mô nền kinh tế Lào Cai còn nhỏ, chất lượng tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, một số di sản văn hóa phi vật thể, nét đẹp truyền thống có nguy cơ mai một, đời sống nhân dân nhiều nơi còn khó khăn. Thưa quý vị, theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Dương, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn đang có xu hướng tăng nhanh, hiện bình quân mỗi ngày ghi nhận hơn 120 ca mắc mới, trong đó có nhiều ca chuyển nặng. Các ca mắc COVID-19 chủ yếu được phát hiện trong cộng đồng xảy ra nhiều tại thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên và huyện Bào Bàng. Đáng quan tâm, trong thời gian gần đây có 6 bệnh nhân COVID-19 chuyển nặng, nguy kịch đang thở oxy, trong đó có 3 bệnh nhân phải thở máy xâm lấn. Hiện toàn tỉnh đang có 514 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, trong đó có nhiều trẻ em tiêm vaccine ngừa COVID-19 chưa đủ liều. Ngành Y tế Bình Dương đang kích hoạt chuẩn bị mô hình 4 tại chỗ để ứng phó với dịch bệnh, tăng cường theo dõi biến thể, biến chủng ở các ca bệnh nặng, đánh giá lại nhân lực, thiết bị, vật tư quá chất. Ngày 28 tháng 8, tại tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khởi công khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc. Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Sầm Sơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, lễ đón nhận huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, với tầm nhìn chiến lược cách mạng, đảng, nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo khẩn trương chuyển hàng vạn đồng bào và con em các gia đình cách mạng đi cùng với bộ đội và cán bộ tập kết ra Bắc để đào tạo, vừa góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa chuẩn bị lực lượng cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, đặc biệt là việc xây dựng lại miền Nam khi nước nhà thống nhất. Trong đó, đợt tập kết đầu tiên tháng 10 năm 1954, Thanh Hóa là một trong những địa phương đón cán bộ, chiến sĩ, đồng bào, học sinh miền Nam đông nhất. Dù còn khó khăn, nhưng với tinh thần tất cả vì miền Nam ruột thịt, đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hóa vẫn hân hoan đón tiếp, dành tất cả những điều kiện tốt nhất để chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam. Sau những năm tháng sống, học tập, rèn luyện, lao động và chiến đấu ở Thanh Hóa, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ miền Nam đã được cử đi thực hiện nhiệm vụ tại nhiều địa phương khác, trong đó một phần lớn quay về Nam chiến đấu, góp phần quan trọng vào thắng lợi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, đồng thời cũng là một cựu học sinh miền Nam tập kết, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ lòng biết ơn sâu nặng và nghĩa tình thủy chung đến toàn thể đồng bào, đồng chí miền Bắc nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Chủ tịch nước cũng đánh giá cao tỉnh Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho việc khởi công dự án khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc. Chuyển sang phần tin quốc tế. Cùng ngày, chính phủ Thái Lan cho biết tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của nước này, kết nối thủ đô Bangkok và thành phố Nong Khai thuộc tỉnh cùng tên ở đông bắc nước này, đang được triển khai đúng tiến độ. Người phát ngôn chính phủ Thái Lan thông báo trong số 14 hợp đồng xây dựng giai đoạn 1 của tuyến đường sắt, đã có một hợp đồng được hoàn tất, 9 hợp đồng đang xây dựng và một hợp đồng đang trong quá trình chuẩn bị cùng 3 hợp đồng chưa được ký kết. Giai đoạn 1 của tuyến đường sắt này có chiều dài 250 km nối Bangkok với Na Khonrad Chasimur và dự kiến hoàn thành vào năm 2026. Trong khi đó, giai đoạn 2 của dự án có chiều dài gần 360 km sẽ nối Na Khonrad Chasimur với Nong Khai và đang được đánh giá về tác động môi trường. Tuyến đường sắt này khi hoàn thành cũng sẽ kết nối với tuyến đường sắt cao tốc Trung Quốc-Lào trong một hệ thống đường sắt kéo dài từ Công Bình, Trung Quốc tới Singapore. Mỹ và Nhật Bản hôm qua đã bắt đầu cuộc tập trận chung mang tên Lá Chắn Phương Đông 22, với sự tham gia của 1.400 binh sĩ lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản và 700 binh sĩ lục quân Mỹ tại thành phố Yamato, tỉnh Kumamoto trên đảo Kyushu của Nhật Bản.
Trong khuôn khổ tập trận chung, binh sĩ hai nước đã tiêu diệt thành công mục tiêu cách khoảng 2.000 mét bằng hệ thống tên lửa dẫn đường chống tăng Javelin của Mỹ. Đây là lần đầu tiên tên lửa Javelin được sử dụng trong tập trận ở Nhật Bản. Ngoài ra, các lực lượng tham gia cũng đã diễn tập bắn tên lửa chống tăng di động khác và huấn luyện một số bài tập với sự tham gia của các đơn vị tác chiến điện tử hai bên. Thưa quý vị, Jordani đang thúc đẩy các thủ tục để chuẩn bị đề nghị UNESCO công nhận làng cổ Amm el-Jiman là di sản thế giới mới, với các kế hoạch phục dựng, cải tạo cũng như quản lý và bảo tồn. Tọa lạc tại một vùng sa mạc hẻo lánh ở phía bắc Jordani, làng Amm el-Jiman là quần thể bao gồm các khu định cư được xây dựng bằng đá ba gian, hệ thống nước sạch, nhà thờ, nghĩa trang và pháo đài quân sự. Amm el-Jiman từng bị chiếm đóng và được xây dựng bởi nhiều nền văn minh như Nabataean, La Mã, Bi Dân Tai và Ayas. Sau này làng trở thành nơi sinh sống của dân du mục và người định cư đơn lẻ. Giới chức văn hóa Jordani cho rằng Amm el-Jiman là bằng chứng về các con người sinh sống, thích nghi và biến đổi môi trường từ một vùng sa mạc hoang vu trở thành một điểm thu hút các nền văn minh trong nhiều thế kỷ. Jordani hiện có 6 di sản nằm trong danh sách di sản thế giới của UNESCO. Thưa quý vị, nằm ở độ cao khoảng 1.180 mét so với mực nước biển, Son Bá Mười là ba bản cao nhất của xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa và vẫn thường được gọi là khu cao sơn. Khi nhiệt độ ở thị trấn Cành Nàng của huyện Bá Thước lên tới gần 40 độ C thì ở đây không khí vẫn mát rượi, thậm chí se lạnh và thoảng hương thơm của lá của hoa rừng. Son Bá Mười được bao bọc bởi hệ sinh thái núi đá vôi thấp duy nhất tại miền Bắc Việt Nam. Nằm ở vùng lõi của khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, đường đến Son Bá Mười từ trung tâm xã Lũng Cao khá hiểm trở khi phải vượt những con dốc 25% với cua tay áo 3 tầng. Tuy nhiên giao thông đã khá thuận lợi với bà con nơi đây bởi trước đây, muốn đi ô tô, xe máy tới Son Bá Mười, người dân phải vòng qua Tân Lạc của tỉnh Hòa Bình, vượt qua dốc Lũng Vân. Bù lại, sau con đường dốc quanh co, hiểm trở, Son Bá Mười hiện ra trước mắt du khách đẹp như tranh vẽ. Sự hiểm trở của núi non khiến cho Son Bá Mười gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Hành trình thường sơn lên ba bản của khu cao sơn luôn là thử thách hấp dẫn dành cho ai có niềm đam mê khám phá. Son Bá Mười nay đã gần hơn với trung tâm xã Lũng Cao khi được nhà nước quan tâm đầu tư con đường vượt đỉnh Eo Màu, làm nên sự thay đổi vượt bậc cuộc sống dân sinh nơi đây. Cao sơn vẫn thường được ví như Đà Lạt trong lòng xứ Thanh hay Sa Pa Thu nhỏ của Thanh Hóa, địa chất lại có một phần giống cao nguyên đá ở Hà Giang. Nơi đây thuộc tiểu vùng khí hậu đặc biệt, nhiệt độ trung bình trong năm chỉ từ 18 đến 22 độ C, mùa đông có thể có tuyết rơi, mùa hè nhiệt độ ban đêm cũng xuống rất thấp. Son Bá Mười được bao bọc bởi các dãy núi non trùng điệp, hiểm trở như Bồng Mứu, Bồng Ba Kha, Bồng Ba Có và Hát, chạy song song với dãy Pù Luông thuộc vùng lõi của khu bảo tồn thiên Pù Luông Quan Sơ và tiếp giáp với khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn, Ngố Luông của Hòa Bình. Son Bá Mười vẫn đang là người đẹp ngủ trong rừng chờ du khách tới đánh thức. Thưa quý vị, thịt viên thị điển được biết đến là một món ăn truyền thống nổi tiếng và ngon bậc nhất châu Âu. Đây là một món ăn có nguyên liệu và cách chế biến rất đơn giản, không cầu kỳ nhưng lại có một hương vị rất độc đáo và hấp dẫn. Nguyên liệu chính của món thịt viên này là thịt bò băm nhuyễn, sau đó sẽ đem trộn cùng với bột mì, sữa tươi, hành lá, hạt tiêu, trứng, bơ và ướp cùng với một chút hạt nêm. Sau khi trộn xong thịt sẽ được vo viên và đem đi chiên hoặc nướng. Món thịt viên này được ăn kèm với nước sốt làm từ bơ và kèm tươi nấu chảy tạo thành hương vị rất quyến rũ. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các bản tin sau. Thân mến chào tạm biệt.